Xin chào tất cả các bạn, mình là Khánh Hồ, mình đến từ VN10. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số từ vựng và một số câu tiếng Anh liên quan đến các hoạt động quản lý dự án, các công trình xây dựng. Chúng ta bắt đầu bài học. Chúng ta có câu đầu tiên. Đó là stop all activities that are not in compliance with the techniques. Có nghĩa là có quyền dừng các hoạt động thi công không đúng kỹ thuật. Và chúng ta cùng phân tích từng từ như sau. Stop all activities có nghĩa là có quyền dừng các hoạt động. Stop có nghĩa là dừng. Activities có nghĩa là các hoạt động. Activities có nghĩa là một danh từ số nhiều, thêm s ở sau. Danh từ số ít đó là activity. Danh từ số nhiều activities có nghĩa là các hoạt động xảy ra trên công trường. That are not in compliance có nghĩa là không đúng. Nó không có liên quan, nó không có theo. With the techniques có nghĩa là theo kỹ thuật. Nó có nghĩa là không đúng với cái kỹ thuật. Nguyên câu đó là that are not in compliance with the techniques có nghĩa là không đúng với yêu cầu kỹ thuật. Techniques có nghĩa là kỹ thuật. Chúng ta đến phần tiếp theo, đó là giám sát chất lượng. Tiếng Anh có nghĩa là quality supervisor. Quality có nghĩa là chất lượng, supervisor có nghĩa là giám sát. Chúng ta đến phần đầu tiên, đó là trách nhiệm, responsibilities. Chúng ta có câu tiếp theo, đó là check the quality of materials prior welding road in compliance with the technical requirement of project. Có nghĩa là kiểm tra chất lượng vật tư thi công cọc que hàn theo đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án. Check the quality có nghĩa là kiểm tra chất lượng. Materials có nghĩa là vật tư dùng để thi công. Piles có nghĩa là cọc để thi công nền, đóng xuống nền đất đó. Welding road có nghĩa là que hàn. In compliance with the có nghĩa là đúng với cái gì đấy, đúng yêu cầu với cái gì đấy. In compliance with the là đúng với cái gì đấy. Là sau này có một danh từ, đó là technical requirement of project. Đây là một cụm danh từ dài, đó là có nghĩa là các yêu cầu kỹ thuật của dự án, gọi là yêu cầu kỹ thuật của dự án. Đây, technical requirement có nghĩa là yêu cầu kỹ thuật. Project có nghĩa là dự án thì biết rồi nè. Project có nghĩa là dự án thì biết rồi. Yêu cầu kỹ thuật thì nó là technical requirement. Đấy, đó có nghĩa là yêu cầu kỹ thuật. Requirement có nghĩa là yêu cầu. Đây là một danh từ yêu cầu chứ không phải là động từ. Đó là một danh từ. Technical là một tính từ đứng trước một danh từ requirement, có nghĩa là một yêu cầu về tính kỹ thuật. Chúng ta có câu hoàn chỉnh, đó check the quality of materials prior welding road in compliance with the technical requirement of project. Xin lỗi. Chúng ta có câu tiếp theo, đó là coordinate with technical supervisor to keep the executing project rest in the compliance with the metal statement. Có nghĩa là phối hợp với giám sát kỹ thuật đảm bảo quá trình thi công đúng theo quy trình thi công. Coordinate có nghĩa là phối hợp. With technical supervisor có nghĩa là phối hợp với giám sát kỹ thuật. To keep the executing progress có nghĩa là để đảm bảo quá trình thi công is in compliance with the method statement, đúng theo quy trình thi công. Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng cụm từ như sau. Coordinate có nghĩa là phối hợp. With với
Coordinate with có nghĩa là phối hợp với. Ok chưa các bạn? Technical supervisor có nghĩa là giám sát kỹ thuật, một người kỹ thuật chuyên về giám sát. Đấy. Keep là đảm bảo, một động từ. Executing progress có nghĩa là quá trình thi công. Progress có nghĩa là quá trình này. Executing là một danh từ thi công. Is in compliance with có nghĩa là đúng theo. Một từ dài vậy nhưng dịch ra chỉ có hai từ thôi. Đúng theo có nghĩa là is in compliance with, có nghĩa là đúng theo. Quy trình thi công thì nó là method statement. Method tiếng Anh có nghĩa là biện pháp thi công. Biện pháp thi công với quy trình thi công là như thế. Chúng ta đến câu tiếp theo, đó là coordinate with consultant or investor to check quality at site. Đấy, có nghĩa là phối hợp với giám sát chất lượng của tư vấn hoặc chủ đầu tư trong việc kiểm tra chất lượng trên công trình. Đấy, chúng ta cùng phân tích từng từ và cụm từ như sau. Coordinate, we biết rồi, đó là phối hợp. Coordinate with a consultant or investor có nghĩa là phối hợp với giám sát chất lượng của tư vấn hoặc chủ đầu tư. Consultant có nghĩa là tư vấn. Investor có nghĩa là chủ đầu tư. Check quality có nghĩa là kiểm tra chất lượng. Check quality có nghĩa là kiểm tra chất lượng. Thì check có nghĩa là từ có nghĩa là kiểm tra. Quality có nghĩa là chất lượng. Đấy, thì có nghĩa là check quality có nghĩa là kiểm tra chất lượng. At site có nghĩa là trên công trường. Từ site này, ai cũng nghĩ đó là tờ giấy hoặc trang vở hay như thế nào đấy. Nhưng ở đây nó có một nghĩa rộng hơn, đó là công trường. At site là trên công trường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết thúc chương trình học ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và nhớ like và subscribe cho kênh của mình để nhận được nhiều bài học hàng ngày bổ ích liên quan đến tiếng Anh. Xin chào tất cả các bạn.